Chương trình Tết Sum Vầy Xuân Chia Sẻ năm 2024 vừa được Công đoàn Ngành Giáo dục Việt Nam tổ chức tại thành phố Vũng Tàu, thu hút hơn 160 đoàn viên là cán bộ công đoàn, giáo viên đến từ Công đoàn Ngành Giáo dục các tỉnh thành và các trường đại học vùng Đông Nam Bộ cùng hơn 200 em học sinh tại thành phố Vũng Tàu tham gia. Tại chương trình Tết Sum Vầy Xuân Chia Sẻ, đoàn viên người lao động được thưởng thức các tiết mục văn nghệ chào đón năm mới Giáp Thìn 2024, chia sẻ kinh nghiệm về các hoạt động công đoàn hiện nay, đồng thời tham gia các hoạt động chào đón năm mới như thi gói bánh chưng, bánh tét, các trò chơi dân gian, thi viết câu đối, vòng quay may mắn. Dịp này, Công đoàn Ngành Giáo dục Việt Nam trao tặng hơn 330 phần quà Tết hỗ trợ, động viên đến đoàn viên người lao động có hoàn cảnh khó khăn, tổng số tiền gần 700 triệu đồng.